hội Hokkaido sẽ phát 150 ký gạo, 1,5 tấn ở giáo xứ của thầy Tùng, cạnh giáo xứ Thánh Martino. Giáo xứ Martino ở bên cạnh dòng sông Mekong. Đây là làng người Việt Nam nghèo nhất, nghèo rất là nghèo, mới bị lụt mất 2 tháng vừa qua. Hình ảnh lụt lội đã được truyền đến cho tất cả các bạn trong Hokkaido. Và hôm nay mất 10 căn nhà và đã mất 33 căn nhà ở khu này. Đã xin báo cáo cho tất cả mọi người biết. Và đây, hôm nay chúng ta sẽ có phát gạo cho 150 gia đình, mỗi gia đình 10 ký. Và chúng ta sẽ phát gạo ở 2 giáo xứ nữa. Tổng cộng là chúng ta đã mua sáng nay 4,5 tấn gạo, tức là 450 bịch. Mỗi bịch 10 ký sẽ phát cho 450 gia đình. Một chút quà nhỏ của Hokkaido xin gửi đến tất cả những người Việt Nam nghèo ở Campuchia.